Quy trình loại bỏ sự căng thẳng. Chỉ có 1% dân số trên thế giới họ biết điều này, họ áp dụng và họ là những người thành công bậc nhất. Căng thẳng là người bạn tốt của bạn. Vấn đề là người bạn tốt của chúng ta. Đau đớn là phát triển. Vấn đề khiến cho chúng ta phát triển. Căng thẳng là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang làm một việc gì đó, làm một điều gì đó quan trọng. Trong bản thu âm này, bạn sẽ hợp nhất với sự căng thẳng. Bạn sẽ làm hòa với căng thẳng. Bạn sẽ khiêu vũ cùng căng thẳng. Bạn sẽ làm bạn với căng thẳng. Bạn với căng thẳng là một. Căng thẳng là phát triển. Bạn hãy ôm trọn căng thẳng. Nên bạn sẽ hợp nhất với sự căng thẳng. Cho nên tôi mời gọi bạn chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất. Bạn có thể đứng, ngồi hay nằm. Nếu có thể, hãy đứng nhé. Nếu bạn không thể, bạn có thể ngồi hoặc nằm xuống thật thoải mái. Và đảm bảo rằng bạn không lái xe hay đang vận hành máy móc khi nghe bài thu âm này để không gây nguy hiểm cho bạn. Hãy giữ an toàn bạn nhé. Một ngày có thể trôi qua nhưng không có gì hào hứng xảy ra. Hai ngày có thể trôi qua. Một năm có thể trôi qua. Khi bạn sử dụng cuộc đời quá đỗi bình thường và không hề có sự căng thẳng. Khi không có căng thẳng, không có gì to lớn xảy ra. Cho nên, đối với những ai dám, đối với những ai có tầm nhìn, có lẽ sống và mục tiêu, thì họ là những người biết được rằng, họ biết được rằng họ đang mời gọi sự căng thẳng đến với họ. Cho nên tôi muốn bạn trở nên nhận biết rằng căng thẳng là phát triển. Bạn với căng thẳng là một. Căng thẳng là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sắp làm một việc gì đó mà chúng ta chưa biết gì về nó, một điều gì đó mà chúng ta không quen, một điều gì đó mới mẻ. Nghĩa là chúng ta sắp tạo ra một thứ gì đó chưa ai từng làm trước đây. Và nếu không có sự căng thẳng thì không có gì to lớn xảy ra. Cho nên đối với những ai dám, những ai có tầm nhìn, có lẽ sống, có mục tiêu, thì đối với họ căng thẳng là một người bạn để họ lớn hơn, họ phát triển hơn. Nên họ càng mời gọi căng thẳng đến để họ lại lớn hơn và phát triển hơn. Họ làm hòa với căng thẳng, khiêu vũ cùng căng thẳng, làm bạn với căng thẳng, mình với căng thẳng là một. Ôm trọn căng thẳng. Căng thẳng là phát triển. Và dù cho họ biết hay không biết, họ đang mời gọi căng thẳng đến với cuộc đời họ để họ lớn hơn. Cho nên tôi muốn bạn trở nên nhận biết rằng căng thẳng là dấu hiệu chúng ta sắp làm một điều gì đó mà chúng ta không có kiến thức nhiều về nó, một điều gì đó mà chúng ta chưa quen, một điều gì đó thật mới mẻ. Nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một điều gì đó mới mẻ,
một điều gì đó mà chưa ai từng làm trước đây, một điều gì đó mà rất là tốt cho chúng ta. Điều đó rất là tuyệt vời. Giống như một em bé, khi em bé đến với thế giới này, khi em bé được sinh ra, em bé căng thẳng và em bé cất tiếng khóc đầu tiên. Khi em bé cất tiếng khóc đầu tiên thì không khí đi vào phổi qua khí quản, đẩy lùi số nước ối có đầy trong phổi đi ra. Phế nang phồng lên như những chùm nho. Đây là lần đầu tiên hô hấp trong đời của bé. Điều đó thật tuyệt vời. Căng thẳng làm cho mình lớn lên. Hoặc như khi một em bé đến với thế giới này, trong một ngày nào đó, bạn trở thành cha hay mẹ của em bé. Khi bạn nghe thấy em bé đang khóc, bạn chú ý thấy rằng bé đang bị sốt. Bạn đưa bé đến bệnh viện gặp bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra miệng, kiểm tra cơ thể của bé và nhận thấy rằng có một chiếc răng mới đang mọc lên. Bác sĩ sẽ nói rằng chẳng có gì phải lo lắng đâu, hãy đưa bé về nhà chườm nước mát thì cơn sốt sẽ biến mất thôi. Vậy ý nghĩa ở đây là gì? Một chiếc răng mới mọc lên, có sự căng thẳng trong cơ thể của em bé xuất hiện. Cho nên khi em bé khóc, chẳng có gì ngoài việc em bé đang phát triển. Hoặc khi bạn đến phòng luyện tập, tập gym, bạn quyết định bạn cần có 6 múi ở bụng và bạn bắt đầu nâng tạ, tập cơ bụng. Bạn đi ra khỏi vùng thoải mái của mình. Và ngày tiếp theo, khi bạn về và bạn thấy rất là đau cơ, thấy rất là đau cơ bắp của mình, nhưng những ngày tiếp theo bạn tiếp tục nghỉ ngơi, cơn đau sẽ biến mất. Và có nghĩa là chẳng có sự phát triển nào ở đây. Bạn không thể có bụng 6 múi, bạn không thể có vòng eo thon gọn. Nhưng nếu bạn tiếp tục tập tạ, tiếp tục tập tạ, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau nữa, cứ tiếp tục, tiếp tục. Và cơn đau là dấu hiệu cho thấy cơ bắp của bạn đang nứt ra. Và khi cơ bắp của bạn đang nứt ra, đó là dấu hiệu của sự phát triển. Cho nên khi bạn trải qua cơn đau đến phòng tập là một dấu hiệu cho thấy sự phát triển của bạn. Sự phát triển của cơ bắp khi bạn đến phòng tập. Hoặc khi bạn bắt đầu chạy bộ và bạn thấy đau chân, đau các bắp đùi, đó là biểu hiện của sự rách cơ. Và nếu như bạn nghỉ ngơi thì không có điều gì to lớn xảy ra. Nhưng nếu bạn tiếp tục chạy bộ, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba chạy nhiều hơn một chút, vượt qua cơn đau, ngày thứ tư, ngày thứ năm, và cứ thế, cứ thế, cứ thế, thì lúc đó bạn sẽ có được một cơ bắp tuyệt vời, một cơ thể khỏe mạnh. Đó là sự phát triển của bạn. Đúng rồi. Khi bạn làm một thứ gì đó mới mẻ, có sự không chắc chắn, ngay lập tức sẽ có sự căng thẳng. Và điều này có nghĩa là điều đó, có cái gì đó đang được phát triển, có cái gì đó được gọi là sự kiến tạo mới. Khi không có gì xuất hiện thì không có sự căng thẳng.
và chẳng có điều gì to lớn hay tuyệt vời xảy ra đâu. Cho nên đó là một món quà. Căng thẳng là một món quà. Căng thẳng là một món quà. Hãy ôm trọn lấy nó. Khi chúng ta muốn trở thành một người tuyệt vời, chúng ta hãy đón nhận căng thẳng. Căng thẳng là đang phát triển. Căng thẳng là phát triển. Khi các vận động viên đi thi đấu, họ bước vào kỳ thi chỉ một mình và phải thể hiện cùng với nhiều người khác. Điều họ cần không phải là cách họ tách biệt với những người khác, mà họ cần hợp nhất với các vận động viên khác. Khi bạn hợp nhất thì lúc đó là bạn sẽ tập trung vào nhiệm vụ của chính mình, chứ không phải tập trung vào những người khác. Và việc cần làm phải làm cho xong, giống như một bậc thầy. Bậc thầy có thể đồng nhất và bao gồm mọi thứ, chứ không tách biệt hay loại trừ. Họ bao gồm tất cả mọi thứ vào như một phần kinh nghiệm của họ, và tuy nhiên vẫn có khả năng tập trung vào nhiệm vụ chính của họ và làm cho xong. Họ là một với tất cả mọi thứ. Và điều tôi muốn bạn nhận thức được rằng căng thẳng là phát triển. Chỉ có 1% dân số trên thế giới họ nhận thức được điều này, họ làm điều này và họ thành công trong cuộc sống. Họ hạnh phúc trong cuộc sống. Căng thẳng là phát triển, đau đớn là phát triển. Và rằng những thử thách đến với cuộc đời mình bởi vì mình mong muốn đạt được mục tiêu của cuộc đời mình, bởi vì mình là người dám ước mơ, bởi vì điều đó là điều lớn lao, vì bạn đạt được điều lớn lao trong cuộc sống và tạo ra đóng góp trọng đại cho nhân loại, không chỉ cho chính bạn và cho tất cả con người xung quanh bạn, cho cả đất nước của bạn, để bạn phục vụ 7.5 tỷ người trên thế giới. Bạn trải qua căng thẳng. Nếu bạn cảm thấy áp lực bất kỳ thời điểm nào, phải ngưng lại. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để bạn vượt qua căng thẳng. Khi bạn làm hòa với căng thẳng, bạn khiêu vũ cùng căng thẳng, bạn làm bạn với căng thẳng. Căng thẳng là một món quà. Bạn với căng thẳng là một. Và bây giờ bạn sẽ vượt qua căng thẳng. Nếu bạn trải qua căng thẳng và cảm thấy áp lực, thì cách thứ nhất, bạn hãy mặc một bộ quần áo tập thể dục, đi đến phòng tập hoặc chạy bộ quanh khu bạn ở. Bạn hãy tập, hãy tập, hãy tập cho vã mồ hôi ra. Bạn hãy tập cho vã mồ hôi ra, cho ướt sũng mồ hôi. Bạn hãy luyện tập cho nhịp tim của bạn, kéo giãn cơ bắp của bạn ra. Đúng rồi, tốt lắm. Để tâm trí của bạn được thoải mái và trái tim của bạn thật khỏe mạnh, bạn hãy tập cho vã mồ hôi ra và bạn quay lại. Và khi bạn quay lại, trở lại làm việc, bạn chú ý thấy cơ thể của bạn tốt hơn rất nhiều. Nó tốt hơn rất nhiều và bạn trở nên thư giãn hơn và căng thẳng biến mất. Cho nên với việc tập thể dục hàng ngày, bạn sẽ giúp bạn trải qua những căng thẳng. Hãy tập thể dục hàng ngày, chứ không phải chỉ tập vào ngày chủ nhật khi bạn không làm gì. Và riêng ngày chủ nhật bạn có thể tập nhiều hơn, dài hơn, nhưng hãy tập thể dục hàng ngày.
Bởi vì nếu bạn không dành thời gian tập thể dục thì sẽ dành thời gian trên giường bệnh đó. Đó là cách thứ nhất để chúng ta làm hòa với căng thẳng. Hãy tập thể dục, hãy tập cho đến khi vã mồ hôi ra. Đúng rồi, rất tuyệt vời. Và hãy mời gọi căng thẳng đến với cuộc đời bạn. Hãy hợp nhất với nó, cho phép nó trở thành một phần của bạn. Rồi tập thể dục để làm cho căng thẳng qua đi. Và bạn sẽ thấy nó đáng kinh ngạc đến ngưỡng nào. Ý nghĩa của căng thẳng là phát triển, và chúng ta trở thành một người thật là hào hứng với cuộc đời này, hào hứng với việc phát triển đầy phấn khích. Và bạn biết đó, không phải ai cũng biết được điều này, chỉ có 1% số người trên thế giới họ biết điều này. Đó là lý do tại sao rất ít người trong số chúng ta thành công. Những người còn lại không biết điều này, họ sẽ bỏ qua và họ đau đớn khi né tránh căng thẳng. Và bây giờ bạn đã biết căng thẳng là phát triển, bối rối là phát triển, đau đớn là phát triển. Thật là một điều kỳ diệu, đúng không bạn? Một điều kỳ diệu khi bạn thấy căng thẳng. Và cách thứ hai để bạn làm hòa với căng thẳng, bạn nhận căng thẳng như một món quà. Khi bạn không có thời gian để tập thể dục thì điều bạn làm là như thế này nha. Hãy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ về điều gì đó thật tích cực. Điều gì đó mà bạn đã từng làm. Điều gì đó mà bạn đã đạt được, đã đưa tâm trí của bạn đến với thành công đó. Bạn hãy nghĩ về một cái điều gì đó giúp cho bạn hạnh phúc, thành công, giúp cho bạn cảm thấy thoải mái và bạn rất là vui vẻ. Hãy nghĩ về một cái điều gì đó. Đó là một trạng thái của bạn. Bạn hãy thả tự do cho cơ thể của bạn khỏi những căng thẳng. Vậy làm thế nào để bạn đạt được điều này? Tôi muốn bạn nhớ lại khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời mình, những khoảnh khắc tự hào của bạn, những khoảnh khắc hạnh phúc của bạn, những khoảnh khắc yêu thương của bạn. Bạn hãy nhớ về cái sự kiện đó. Và tôi sẽ cho bạn 5 giây để nhớ lại. Khi bạn làm xong, tôi sẽ nói vào sự kiện. Và khi bạn làm xong, khi bạn quay lại nhớ lại cái sự kiện đó xong, tôi muốn bạn hãy giơ tay của bạn lên, nắm đấm trước ngực và sẵn sàng ngay bây giờ. Khi tôi nói go thì bạn hãy nhớ lại cái sự kiện đó và nhớ lại cái cảm giác thành công đó. Và bạn cũng nói go, nói go và giật tay về phía trước ngực để tất cả các tế bào của bạn được truyền năng lượng tích cực, được tái tạo. Đúng rồi, tốt lắm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Rồi, bạn hãy nghĩ về một sự kiện hạnh phúc. Bạn hãy nghĩ về một sự kiện thành công. Bạn hãy nghĩ về một sự kiện đầy sức mạnh. Sẵn sàng, ngay bây giờ. Đúng rồi, mang sự kiện đó ra. Đúng rồi, nhớ lại sự kiện đó. Đúng rồi, hãy nhớ lại một cách rõ ràng hơn. Đúng rồi, và bây giờ hãy nói go. Đúng rồi, nắm chặt tay lại. Thật là hoàn hảo. Và hãy cảm nhận nó. Hãy cảm nhận cái cảm xúc tuyệt vời đó. Đúng rồi, thả lỏng bàn tay ra. Tuyệt vời. Tiếp theo, sự kiện thứ hai. Một sự kiện khác nào? Một sự kiện hạnh phúc. Một sự kiện thành công. Một sự kiện đầy sức mạnh. Sẵn sàng chưa nào? Nào, một, mang nó lên. Mang sự kiện đó lên. Đúng rồi. Hai, nhớ lại sự kiện đó nào.
Đúng rồi, ba, nhớ về nó một cách rõ ràng hơn. Tuyệt vời. 4. Cảm nhận cảm xúc của sự kiện đó. Tuyệt vời. 5. Gừ, nắm chặt tay lại. Đúng rồi, thật là hoàn hảo. Cảm giác đó thật là hoàn hảo. Tất cả tế bào đã được làm mới. Tuyệt vời. Từng tế bào trong cơ thể của bạn rất tuyệt vời. Và bây giờ hãy chọn sự kiện số 3. Bạn có sự kiện số 3 chưa? Wow, tuyệt vời, rất tuyệt vời. Sẵn sàng chưa nào? Một sự kiện thành công, một sự kiện hạnh phúc, một sự kiện mạnh mẽ, một sự kiện vui vẻ, một sự kiện mà làm cho bạn rất tự hào. Nào, 1. Mang sự kiện đó ra nào, nhớ lại sự kiện đó. 2. Nhớ lại một cách rõ ràng hơn. 3. 4. Hãy cảm nhận cảm xúc của sự kiện đó. 5. Go. Và giữ nó lại. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và bạn cảm nhận từng tế bào trong cơ thể của bạn được truyền một nguồn năng lượng tươi mới. Wow, quá tuyệt vời. Và bạn có một cái nội lực đầy sức mạnh, một cái nội lực đầy sức mạnh để bạn có thể xử lý bất cứ tình huống nào. Bạn có thể hoàn thành bất cứ một công việc nào, một nhiệm vụ nào. Đúng rồi. Và cuối cùng bây giờ, bạn hãy bật cười nào, hãy vui vẻ nào. Đúng rồi. Và căng thẳng qua đi. Tốt lắm. Căng thẳng là bạn của chúng ta. Nó là một món quà tuyệt vời. Và bạn đã có những cảm xúc tích cực khi quay trở lại thực hiện công việc. Đây là trạng thái ngắt trạng thái. Đây là một phần thực hiện ngắt trạng thái. Đúng rồi, tốt lắm. Và mỗi lần khi bạn cảm thấy không thoải mái, áp lực, căng thẳng, hãy nói với chính mình go, tuyệt vời. Và đưa cánh tay của bạn lên, nắm chặt nắm đấm lại. Tuyệt vời. Và bây giờ bạn cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Trong cuộc sống, khi bạn cảm thấy mệt mỏi, có chút buồn ngủ, có chút nản chí, căng thẳng, thì bạn cũng hãy giơ tay lên và nói go. Hãy hét to lên, tuyệt vời, và căng thẳng sẽ qua đi. Đúng rồi, tốt lắm. Và mang cảm xúc tích cực quay trở lại. Đây là trạng thái. Đây là thực hiện ngắt trạng thái. Đúng rồi, rất tốt. Hãy bỏ căng thẳng đó ra. Và bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình huống nào, khi bạn cảm thấy căng thẳng, thì bạn hãy làm động tác đó. Có một điều tuyệt vời xảy ra, nhưng không phải ai cũng biết. Bây giờ tôi bật mí cho bạn nghe. Khi bạn làm thường xuyên cái việc đó, thì có một lối mòn thần kinh mới sẽ được hình thành. Hãy suy nghĩ về điều này, bạn nhé. Khi bạn làm thường xuyên việc đó, sẽ có một lối mòn thần kinh mới được hình thành. Và khi lối mòn thần kinh mới được hình thành, bạn có thể vượt qua bất kỳ căng thẳng nào một cách tự nhiên nhất. Đây là một điều rất tuyệt vời. Đây chính là cách quản lý sự căng thẳng để bạn mang sự tích cực, mang hạnh phúc, mang thành công đến với bạn. Và bây giờ bạn đã biết cách thực hiện nó như thế nào rồi, đúng không? Hãy ghi nhớ ý nghĩa của nó nhé. Căng thẳng chính là phát triển. Đau đớn chính là phát triển. Vấn đề khiến chúng ta lớn lên. Và nó là một cái bước ngoặt để bạn đạt được mục tiêu. Vấn đề của bạn càng lớn bao nhiêu, bước ngoặt của bạn càng cao bấy nhiêu, để bạn dễ dàng hơn đạt được mục tiêu của mình. Lời cuối tôi muốn bạn hãy tận hưởng sự căng thẳng nhé. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm
ơn. Có cần phải nói là tôi yêu bạn, lời chào từ Miss Lang NLP. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn.